Trời ơi. Làm phạt. Sao ngoài nhà ngoại đụng cái gì nó dụng cái đó ngoại? Hả? Nhà ngoại đụng cái gì nó dụng cái đó hả? À, biết sao không? Ngày vợ chuyên môn đó rằng ai có lợi mình làm cái cục một cái là mình hay liền. Bởi nhà bà ngoại chơi toàn là cái gà bẫy không à. Có ai đi vô hay gì sập bẫy cái là biết liền. Rồi, bây giờ thì Phong Nguyễn cùng với một cái người bà là bà cụ Đặng. Thì Phong cũng theo lời của Mạnh Thường Quân, bên tên của Phong là anh chị Oregon ở bên Mỹ á. Thì giấu tên á. Thì cũng đi giúp cho bà theo cái ước nguyện với cái tâm nguyện của anh chị. Thì cũng mong rằng cũng có, thì Phong đăng lên thì cũng có rất là nhiều cô bác. Thì bên cạnh đó là cũng thấy bà là ở một mình nhưng mà có con cái. Thì tại sao mà con bà lại không có lo lắng mà để cho Mạnh Thường Quân lo hoặc là như thế nào đó. Thì cái này cũng giống như là mỗi một hoàn cảnh thì nó có cái duyên cũng khác nhau à. Thì Phong thì đi xuống thì Mạnh Thường Quân ước nguyện như thế nào thì Phong làm theo lời của Mạnh Thường Quân. Tại vì thấy bà lớn tuổi và bên cạnh đó là thương bà, xem bà giống như người thân, người ruột thịt. Thì Phong đi xuống đây thôi. Còn giống như mà mỗi hoàn cảnh thì nó có duyên khác nhau. Giống như mỗi hoàn cảnh khác, nhằm khi quay á thì đăng tải lên á, nhằm khi cô bác cũng không gửi tiền ở ngoài á. Nhưng mà tại sao bà cụ Đặng ở đây lại có sự thương yêu? Thì Phong cũng biết là do cái duyên nào đó. Chứ mà khoảng cách mà từ nhà Phong á mà đi xuống nhà bà ngoại, Chào bà ngoại, bà chơi bánh nóng đầu con chó bà liền vô trong luôn. Thì Phong cũng không biết như thế nào hết. Thì cũng mong ông bà cô bác xem đoạn video cũng một phần là để tham khảo xem rồi cô bác có thương thì gửi những lời chúc sức khỏe nhất là cho bà và anh chị Oregon. Và bên cạnh đó thì nếu mà thấy không được vui hoặc là không được hài lòng thì cũng đừng có buồn Phong nha. Tại vì cái này thì Phong cũng làm theo cái ước nguyện hoặc tâm nguyện của Mạnh Thường Quân thôi. Trời ơi, bà ngoại gà bẫy gì đâu ngoại? Đấy là bà ngoại gài mấy cái bẫy rồi, khóa cửa rồi. Dạ, nhà của không biết giờ nhà của ai đâu không mà bà ngoại bây giờ bà ngoại làm nó cẩn thận quá. Rồi tiếp tục lên xe. Thì Phong bữa nay tranh thủ về sớm chứ từ ở đây mà chạy xuống nhà Phong á, chạy về nhà Phong á là cũng khoảng là 3 tiếng mấy đồng hồ luôn, của bác anh chị nó xa lắm. Mấy bữa nay Phong đi là cũng đã hình như là cũng 4-5 ngày chưa về nhà nữa. Ở nhà mấy bé nhỏ nó cũng trông sẵn về mua quà đồ thức ăn cho mấy đứa nhỏ nữa. Rồi đang chờ con Nguyễn, đang chờ bà ngoại thu xếp xong. Đại đi ngoại ơi. Chút nữa rồi. Nắng quá trời nắng luôn. Bây giờ là đúng gần 2 giờ trưa. Là 14 giờ. Cô Hành ơi, dì gửi chút nữa dì về nha. Dạ, lên ngoại. Lên ha. Dạ dạ, bà ngoại dính dây con nè. Được rồi. Dạ. Cô Hành ơi, có nhà dùm về nha. Đi thẳng này nè. Dạ dạ, bà ngoại chỉ nha. Chỉ qua bánh con trao tiền xong rồi con về. Cho bà bao nhiêu? Dạ, 50.000 đô ngoại. Cho bà ba ít gì cũng bà không có ăn cơm cho bà cỡ 500-400 đi. Dạ 500-400 rồi vậy, vậy con cắt ngoài là giật là bớt. Đi cô Hạnh ơi. Con cho cắn ở ngoài dùm chừng dùm nhẹ cho cô Hạnh ơi. Rồi ngoài chỉ đường con nha. Cho thẳng luôn sao ngoài. Để cái đường cho anh đi. Bữa nay mấy bữa nay anh Phong có qua thăm ngoại thường không? Cái đường này, cái là cái đường chơi này. Mấy bữa nay anh Phong có qua thăm ngoại thường ngoại? Rồi rồi chở quẹo đâu ngoại? Đây. Dạ. Thẳng luôn. Đây. Thẳng là lộ xe luôn nè, dạ, thẳng là cái luôn. Chạy dưới sao không ngoại? Thẳng là cái rồi dần. Vừa tới cây số. Bữa nay bà nào bà ngoại sống ở ngoại lên ca tiếng kể lại kinh quá giữa tầm
viết lòng thanh tịnh, viết tinh thần trần gian sai lầm theo màu sắc tình đạo giác thiền bị dục tâm rồi đi qua lộ luôn. Dạ, dạ, để xe cột, xe cột xong đi qua đây thẳng lên. Dạ. Rồi cũng băng qua lộ luôn không ấy? Ngoài quan sát của con ha. Tắt thì tắt. Ngoài quan sát của con. Quá khỏi thì tránh cái dòng sáng đi lên. Chiếc xe nó thịt xịt khói luôn rồi. Mốt chút con về rồi bà ngoại, mai mốt bà ngoại có nhớ con không? Nhớ. Ngoại nhớ nhiều. Dạ. Nhớ tiền, nhớ đồ ăn. Nhớ tiền, nhớ đồ ăn chứ đâu nhớ con đâu. À, nhớ thương cho thích, dạ. Nhớ thương cháu ngoại mình. Dạ. À, nhớ anh chị ở Oregon đó, nhà ngoại. Tái lên nha, dòng sáng năm nay luôn nha. Dạ, dạ. Năm nay luôn. Dạ. Ghé đây bà này, bà bảo đi quậy bỏ vậy. Dạ, ở đâu vậy? Bà cái quán Nguyễn Tường nè. Dạ, dạ. Bà kêu chị bệnh về, để quậy bỏ đi nha. Dạ. Bà kêu bà thương Nguyễn. Rồi, ở đâu vậy? Nói cái gì bà nói, bà muốn kiếm một người chung cùng lứa tuổi để giữ gìn nhà cửa cho bà có tài sản mà bà sẽ không bá ăn hiếp bà. Trời ơi, bà ngoại nói lên gia đình người ta hả? Gây lộn nữa. Vậy hả? Không dạ, được hả? Không được, không được. Dạ, đây đi tới luôn. Tới luôn chút nữa hả? Tới chút luôn chút nữa. Tới đường qua tiếng thứ tư rồi nè. Đừng nói lại chút nữa hả? Cái gì ngoại chị không nha? Trước ha. Dạ. Sao con với ngoại ra đường mà người ta dòm con với ngoại quá? Dạ, chắc tưởng con trái nhỏ. Thấy con cầm cái cây quay dài quá, cô bác thấy lạ. Mình tới rồi, mình tới rồi. Đưa cho cái nhà đóng gom rồi qua đây tới rồi nè. Cái nhà này đóng chưa? Bà ngoại cái nhà này, cái hoàn cảnh là bà ngoại chỉ con đó nha. Đi vô mà quay cái nhà mà... Nhà mà gạch men mà làm... Đây. Đây, nhà mà gạch men mà lót tới nóc nhà. Bà ơi! Chưa. Có nè. Bà ngoại đừng bứt dây, đừng. Chưa hết bà ngoại muốn lọt xe. Mừng quá. Trời, bà ngoại đu với xe, con muốn xém lật chiếc xe luôn. Mừng quá à, có chuyện nhà em mừng, tưởng chị đi chơi rồi. Rồi, để con đẩy chiếc xe xích vô. Khóa cổ nha. Dạ, khỏi khóa luôn đi. Khóa cổ chưa? Khỏi luôn. Mất xe mình mua xe khác ngoại. Mừng cậu thiện nguyện nè. Không chuyện máy quay rồi. Cậu thiện nguyện mới thăm bà mừng cậu đi. Dạ. Hay vô trong nhà chú. Dạ. Ở ngoại ở đây là sống sao? Dạ. Ngoại ở đây sống sao vậy? Có mình rồi đó. Rồi thôi đi vô đi cho mát ngoại. Đi vô. Rồi, bây giờ có hai bà ngoại rồi. Bây giờ con thương bà ngoại này, không thương bà ngoại này nữa. Rồi bây giờ bà ngoại đi bộ về luôn đi. Ha. Rồi bà ngoại đi bộ về trước đi, con về sau. Mấy chục năm rồi. Bà ngoại về trước đi, con về sau. Ở đây đi cậu thầy quay bà có dạ. Cái gì nói lên. Còn cái hoàn cảnh bên kia là nuôi cá là gần đây không ngoại? Kế đằng này. Dạ. Bà ta thì ăn bà ta. Trời, cái nhà ngoại ngon quá nè. Nhà bà ngoại vậy là ngon dữ lắm luôn á. Dạ, của người ta cho không? Cha cho không? Dạ, ta có cho dạ. Đất này sao ngoại? Vô đây á. Đất con này sao ngoại? Ông cứu đất. Con cháu ngoại đâu? Con cháu làm việc ổng cho. Thôi giờ con cháu rồi. Thôi chú ơi, tản lạc hết trơn, đi làm hết trơn chú ơi. Dạ. Mình sống mình. Rồi bà ngoại xích vô đi, hai bà ngồi đi. Vô đây ngồi lại bà ơi, mang lắm bà ơi. Chị ba ơi. Rồi. Vô chỗ ơi, không có đất đâu sợ. Thôi ngồi dưới đi ngoại. Ngồi đi, hai bà ngoại ngồi nghe cửa đi, con ngó, con ló ló vô trong. Đó, hai bà ngoại ngồi. Rồi. Cái cậu này cậu khác chứ không phải cậu mà lằn. Cậu kia râu nhiều, còn cậu này không có râu. Cậu kia có râu nhiều, cậu này không có râu. Dạ. Con nghe bà ngoại Đặng nói là bà cũng khó khăn á. Dạ. Nên là anh chị ở Oregon là dạ. Có xem và thấy và biết được hình ảnh đó. Dạ. Thì bữa nay là có cơ duyên mà con đi xuống đây là thăm bà. Trước nhất dạ. Là thăm bà. Ở bên cạnh đó cũng có ít quà gửi cho bà nha. Dạ.
Rồi bây giờ là con trao cho bà được bao nhiêu bà ngoại đặng? Bà ngoại ý cậu muốn cho nhiều, cho nhiều thì tôi cũng mừng giùm chị ba tôi để chị khổ. Chị ba chỉ mấy ngày là chỉ hỏi sao mấy anh chị về không đón hoài à. Bây giờ bà con tại vì con cho bà ở đây á thì con giật, phải giật bà ngoại lại, bà ngoại đặng lại con phải giật lại. Dạ. Rồi bây giờ con phải giật lại rồi. Ha. Cậu cho bà ba nhiều thì tôi cũng mừng cho chị em một bọn nghèo khổ với nhau. Cậu muốn cho nhiêu cậu cho ha. Thôi con cho bà ngoại ở đây. Dạ. 500 nha, của anh chị Oregon á, bên Mỹ dấu tên á. Dạ. Bà ngoại gửi lời nào đến anh chị đi ngoại. Nói đi coi, có ơn hai chồng ở Oregon có hai cái tim. Dạ. Bà nói đi, bà nói đi, cảm ơn người ta không phải ha. Dạ. Thứ mấy được. Dạ, anh chị Oregon được thứ rồi. Mấy? Dạ, anh chị Út. Út hả? Dạ, Út. Dạ. Cô Út, cô Út à. Cô Út ơi. Hai vợ chồng. Tôi cảm ơn cô Út nhiều. Hai vợ chồng hai trái tim. Hả? Hai trái tim mà. Có hai trái tim, nói hai vợ chồng cô Út hai trái tim. Ở đây là bà ngoại là môi giới á, dẫn đi. Dạ. Chín mấy tuổi rồi, chú ơi. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Bà ngoại ở đây, cảm ơn bà ngoại ở đây nè. Bà ngoại ở đây là chỉ điểm nè. Chỉ điểm, em chỉ điểm cho chị. Biết chị em mình mấy chục năm là thấy chị khổ quá à. Dạ. Em dẫn lại cho chị có, rồi em dẫn lại ông ba ta nữa. Dạ. Để ông ba ta, vợ ổng bệnh, con ổng bệnh tâm thần. Rồi bà bệnh không có tiền uống thuốc nữa, dẫn lại đẳng nữa. À, bà ngoại, mới đưa tiền bà ngoại ở đây rồi, chút rồi có hai bà ngoại có chia bà không? Không, không có chia hồi nào cho chị dẫn chia, đâu có chia, chị đâu có chia dạ, em đâu. Không có chia. Em làm phước thôi. Dạ, dạ. Chị nhớ không, mấy bữa em xin được bún rồi em đem cho chị á. À, để có bữa. Cô bác nào có thương ngoại á thì con xuống nữa. Thì con thẳng thăm bà ngoại đặng xong rồi thăm ngoại ở đây luôn. Còn không có thì có. Không có thì con đi luôn. Mà em có thì chị có, em không có chị không có. Nha, em xin nhìn chị dữ lắm. Nãy bà ngoại anh đây có 50 ngàn à, bà ngoại được 500 đó. Rồi thôi giờ xuất phát nha ngoại. Thôi em đi về nha, chúc chị khỏe nha. Chị tắm con nước ngoài rồi nha. Bà nói là lấy cô đừng có bỏ cuộc tôi nuôi tôi hoài đi cô, bà nói đi. Bạn ở ngoài ta nghe. Dạ. Đưa dốt quá. Nói mấy cô đừng có bỏ cuộc tôi nuôi tôi hoài. Dạ. Bà nói đi. Bà nói người ta không ảnh, người ta nghe, người ta mới thương, người ta cho. Trời trời suối. À, sao? Mấy cô ơi, thương tôi cho tôi tiền quà, đừng có bỏ tôi. Dạ. Bà nói thì dạ. Tôi nói không được. Bà nói hả? Bà nói không được rồi. Dạ, không được thôi, thôi đi ngoài, không sao đâu. Dạ, dạ chú diễn dẫn dùm thương. Mình xin tao, người ta mới cho mình, chứ đâu có, người ta thấy tội nghiệp, cảm động ta cho. Tôi nói rồi. Ở đây ai cũng thương hết trơn á. Đặng có thèm có cái gì mua ăn. Dạ. Nói mình thèm có gì mua ăn. Dạ. Bà con cho. Dạ, lo cho ai nữa rồi. Dạ. Dạ. Giờ mình lo mình. Chúc bà thấy con cháu có lo cho. Mình là nhờ cô bác. Không. Bởi vì nhà cũng nhờ thấy. Cô bác. Có cái quạt người ta cũng cho. Cái tôi có mua đâu bà. Rồi thôi con về nha ngoại. Dạ. Chúc ngoại nhiều sức khỏe. Dạ. Mong rằng có mạnh thường quân biết ngoại và cho ngoại tiền. Dạ. Ăn bánh nha. Dạ. Dạ, thôi chào ngoại. Dạ, con xin phép con lấy cái mít nha. Dạ, chúc sức khỏe ngoại nha. Rồi, thôi hai bà ngoại ở đây con về nha. Thôi, tôi đi với cậu nữa, dẫn dạ. Đi nhà ông ba ta. Ủa, bây giờ đi nữa không ngoại? Dẫn đi nhà ông ba ta đi cậu. Dạ, con dạ. Nghiệp, dạ. Vợ ông bệnh, con ổng phường. Có vợ bệnh nữa hả? Không, bà Út, bà có nghề nghiệp mà buôn bán, bà có mình bạc, bà cũng có gửi. Đi, ta quay, người ta biết rồi. Nè, bà ngoại đang ngồi tám tiền. Dạ. Chừng nào người ta cho mới có, chứ không ai giấu lại, biết không? Hai bà ngoại bây giờ tám chuyện. Dạ. Em về nha, em đi rồi, nha. Thôi, con đi luôn bà ngoại ơi. Thôi, con với bà đi. Đi kéo mẹ ơi. Bị có ông đó mua đồ của bà 6 triệu bạc. Em đi nha. Đó, cái nhà đó, dạ. Cái xe đó. Xe bên kia không ạ? Ừ, nhà xe bên kia, nãy nãy một chút à, đi tới à, xe thích một chút à. Đi ha. Dạ, ui. Chưa ngoại. Lên nha. Chưa, để con chấn chỉnh địa hình lại. Ừ. Thấy cái gì hơi sai sai à? Ở tôi có đeo rồi. Dạ. Tôi có đeo rồi. Có không ạ? Có hả? Dạ, cái là rồi tèo luôn. Ừ. Rồi ngoại leo lên đi. Đi ha.
Dạ, nhưng mà dính con nha. Để con nghiêng xe xuống. Tới nhà con Út rồi khỏi cho mà. Để con với ngoại phối hợp đi làm từ thiện ha. Ừ. Đi làm từ thiện cậu luôn cho tôi dạ. Làm từ thiện luôn đi. À mà mốt tôi dẫn đi quay chỗ kia kìa. Dạ. Con ngoại đi làm từ thiện là đâu ngoại sắp tới vậy ngoại? Chưa. Chiếc xe màu đỏ kia phải không? Ừ. Hả ngoại? Mãi rồi ta, gần mãi rồi. À, tới rồi đó, tới đây tới rồi. Dạ dạ. À, cái nhà mới cất đó, cái nhà mới cất này. Đây, cất rồi. Nhà đẹp quá, ngoại kêu con vô là ngoại... Có nhà mới cất mà. Ê, đó đó, quẹo quẹo thấy chưa? Nói mà. Ủa là không phải. Ngoại lôi lôi dài không, không phải nhà này. Ủa? Không phải nhà ông ba ta đâu. Đúng rồi mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng phải ông ba ta. Đúng, 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 đúng. À, vậy chứ ông nào ngoại? Ông nào, ông nào? Không phải ông ba ta. Chứ nhà ông ba ta ở đâu? Ông ba ta, nhà của Út. Ủa phải nhà ông ba ta này. Dạ, đâu ngoại? Nói lẫn ha. Ờ, bởi là tới biết chết. Chết rồi ngoại ơi. Ngoại làm thì chết rồi, bể luôn rồi. Ờ, bởi vậy tôi thấy Bảo Châu nè, tôi biết rồi. Xong phi vụ này chắc con với ngoại bể hợp đồng quá. Đây nè, có phải không chưa? Dạ. Chưa phải, à, đây là cái nhà này nè. À, nhà bên đây. Ờ, chưa phải nữa. Trời ơi. Chưa phải nữa. Trời, chưa phải không ngoại. Đó. Nhà ông ba ta đâu? Nhà ông ba ta ở đâu chú? Ờ, rồi, 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 phát hiện rồi. Phát hiện được đối tượng rồi ngoại. Đây nè, đây rồi. Rồi, 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 thấy rồi. Rồi, ngon lành rồi. À. Nhà giờ ok rồi ngoại. Rồi, không bỏ xe đây không ngoại? Ở xe đi cho chắc cứu ngoại ơi. Ở nhà này nhà giàu ở dạ. Có một dãy nhà con ngoại xuống. Ừ, đây đi. Ngoại từ từ nha, xe không nó vớt ngoài ngoại cái là ngày mai có đám ăn luôn á. Chị ba ta nhà không chị ba ta ơi. Ờ vô ngoại, để đi theo con nè, từ từ đi con dẫn qua. Rồi. À. Ê, xe bự, xe bự, xe bự. Không được rồi. Chị má ơi, mới gặp em nhắc nhở nè, hôm qua bữa nay em dẫn dạ, đến rồi nè. Chú anh chị. À, cảnh này bớt bệnh chưa mà ốm quá vậy. À, thằng khùng đau, thằng bệnh cánh thằng đau. Nó đi rồi chưa biết đường về nữa hả? Dạ, cô. Dạ, con lấy cái mít ra ngoài. Ừ. Dạ. Cô là ở đây mình nuôi cá vậy hả cô? Dạ. Bữa dạ. Em gặp chị lại cá đâu em, cô? Chị nói bệnh đó. Dạ, dạ, dạ. Cô dẫn con qua coi xem. Hôm nay anh chị ở Oregon, Mỹ á, là nhờ con đi xuống thăm gia đình. Dạ. Thì chúc có món quà nhỏ nhỏ cho gia đình. Dạ, dạ, đây là chú đi. Dạ, dạ. Ở đi, đi nè cô. Đi cô. Đi cô đi trước đi. Dạ, cô làm cá hay vậy? Mới ấy con cá chưa xong. Đi làm gì? Nguyên trang trại nuôi cá ở đây. À, ngon lành. Nhà mình thu nhập chính là chủ yếu là nuôi cá hả cô? Nuôi cũng chút đỉnh nha chú ơi. Dạ dạ. Ờ cái nhà ở đây là đất của mình hay là nhà nước hả chú? Dạ cái đất của nhà nước chú. Nhà nước vậy là cái nhà mình cất đây chứ chú không có đất đai hả? Dạ không có. Không có gì hết trơn. Cái này đất lộ không ạ? Dạ cặp lộ. Cái này của nhà nước mình ở chừng nào mấy ông đuổi rồi mình đi. À, chú có được bao nhiêu người con? Được 5 đứa chú ơi. Dạ 5 người con. Mà nó ra riêng hết rồi. Dạ thôi mình đi đường này mình leo lên luôn chú. Ê bà ngoại đi đường trước đi. Đi đường này là té chết ừ, luôn á. Đi đường ngoại đi mới chịu đi. Để, rồi chiếc xe. Đi đường này đi. Thôi giờ đi đường này đi không đi con. Ừ. Chú lớn tuổi rồi nuôi cá vậy thôi hả? Dạ. Đi nè cô, đi lên cô. Bây giờ người ta không có muốn mướn mần nữa. Dạ, ở nhà sàn. Rồi chú lên trước đi chú. Ở cá này mình nuôi cá gì chú? Cá chê chú. Cá chê. Cái ao này cũng của nhà nước luôn. Ờ, của nhà nước hết rồi. Dạ dạ. Ở đỡ rồi chú ơi, mấy ông đuổi thì tính sao. Dạ, ba này có gì tùm lum nè. Trời ơi. Dồn lại đi. Cô chú có tổng cộng bao nhiêu người con? 5 chú. Dạ, 5 người con. Có ra ghi ra tư hết rồi chú. Dạ, có hỗ trợ cô chú gì được gì không? Nghèo chú ơi, nghèo. Mấy đứa nghèo. À, nghèo không à? Nghèo không. Dạ.
Thấy cô có bệnh gì không mà thấy yếu vậy? Bệnh dạ. Mình. Rồi thôi lên phía trước đi, con chào ít quà để hỗ trợ thì mình mua ít con cá để làm kinh phí nữa. Dạ. Dạ, thôi đi lên chung. Cái này phục phiều quá cô. Cái phục phiều cái dáng này phục phiều quá. Mấy chú nó làm giùm đó. Bị cái này từ thiện cho chú. Dạ dạ. Rồi thôi đi lên. Chứ nhà này công nhận nó nóng ghê luôn. Ờ. Đó, trời cái bếp. Bếp đầy mà thiếu phía. Thiếu phía toàn là củi không? Củi không? Củi. Kéo cây ra bỏ ngoài đi. Trời ơi, nồi cơm sao nấu nhão nhẹt hả cô? Trời ơi, không nấu ra nhà, không nấu ra tôi sáng giờ đâu có nhà đâu. Quen ăn cơm nhão hay là nấu lỡ nước cô chú? Lỡ nước hả chú? Dạ dạ. Ở đây có nước cơm chắc da nè cô chú anh chị. Hồi đó nhà con là chuyên môn chắc nước cơm uống á. Này hai nhà. Trời ơi. Dạ. Khổ lắm rồi. Trời thôi lên trước đi. Đi nhà nhắc. Gia cảnh cũng khó khăn cô bác anh chị. Dạ. Thì bữa nay là do cái thời gian. Dạ. Thì Phong cũng không có. Dạ. Nên là tranh thủ đi xuống gửi quà xong rồi Phong cũng về. Nếu mà có cô bác mình thường quân giúp đỡ thì Phong xuống nữa. Dạ. Bà ngoại ơi. Ngoại. Vô làm thủ tục. Dạ vô làm thủ tục xong rồi mình rút binh. Dạ. Rồi ngoại vô vị trí. Ship lớn, ship lớn vô vị trí, ship lớn. Ghế ra coi cho chú ngồi. Dạ dạ thôi được rồi, con ghi hình con đứng được rồi con. Ghế đó tao dạ. Tùng chứ thôi. Có ghế làm sao chứ. Cái chị này mấy ngày trước chị nói chị bệnh quá kiếm dặn tôi cái Mạnh Thường Quân có lại dẫn lại nhà chị vô. Dạ dạ. Rồi tôi thấy tội nghiệp chị ngồi chơi cả 2 tiếng đồng hồ coi có lại không, không có là chị về. Cái tội nghiệp quá à. Dạ. Chị nói bệnh không có tiền uống thuốc chị ba ơi vậy. Tôi mong lại, tôi nói chừng nào cậu nó có lợi thì tôi dẫn. Rồi chú ngồi đi chú. Chú lại chú ngồi luôn đi chú. Ngồi để lặng lặng quay cho cũng có đặng có mãi người ta mới có gửi tiền cho. Dạ dạ đúng rồi. Thấy mấy ngày trước rồi thôi bu bu đó, hả? Bữa nay con đi xuống cũng theo lời của anh chị ở Oregon là Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Mỹ. Dạ. Giúp cho bà ngoại đàn ở đây trong suốt khoảng thời gian là 6-7 tháng vừa qua. Dạ. Thì biết được câu chuyện là cô chú cũng nuôi cá kinh doanh phát triển kinh tế lo gia đình. Thì anh chị đã gửi cho cô chú ở đây là 1 triệu. Dạ. Cảm ơn cô. Chị lắm, cảm ơn. Dạ, dạ. Cảm ơn chơi cô gì ở đâu vậy? Dạ, anh chị ở Oregon ở bên Mỹ. Oregon Mỹ. Dạ, dạ. Cảm ơn. Đội này có 2 vợ chồng hả? Chia 2 vợ chồng. Trời ơi, chia. Rồi thôi vậy cô chia đi. Dạ. Ok. Thể hiện tình cảm. Cô chú thể hiện tình cảm rồi cô cứ chia đi cho chú vui. Chú vui đi. Chú muốn mua cá, mua gì mua ăn. Dạ dạ. Cảm ơn. Ở dưới quê làm ăn khó khăn được 500 là quý lắm luôn. Quý lắm á. Dạ dạ. Cảm ơn chú nhiều lắm. Giúp cho người ta rồi giúp cho tôi, chú mừng ơn. Dạ dạ. Rồi nếu lần sau có duyên á con đăng lên chắc chắn có Mạnh Thường Quân nhầm khi xem á. Rồi biết được thì giúp đỡ ạ. Hai vợ chồng cô có 2 trái tim cho tôi tiền xin nữa đi. Mấy xin mấy cô đừng có bỏ. Xin trong đó cổ nghe cổ mới cho. Nói trong đó đó người ta nghe người ta mới cho. Dạ. Dạ. Nhờ mấy cô cho chú đi tới nhà tôi cho tiền cũng mừng quá. Dạ. Rồi thôi tụi con với bà ngoại cũng về nha. Dạ. Thì cô chú dán làm thì nghỉ ngơi, lo lắng cho sức khỏe nữa. Dạ. Tại lớn tuổi rồi. Chị mua thuốc uống nha chị ba. Rồi không chào chú, chúc chú sức khỏe chị chú. Lại nhà đây, chị chờ đó. Trời chú bỏ ấy được một tay giúp tay con quay á. Dạ, trời cái tay chú sao vậy? Dạ. Cực nhỏ đó chứ. Chú còn 2 ngón vậy thôi hả? Dạ. Trời ơi. Mình cũng khó khăn lắm chú. Dạ, chú làm 2 ngón vậy chú làm cũng khó nữa. Khó đó. Dạ dạ. Dạ. Trời. Chú này mặn mướn á, không ai mướn á, anh hay chơi mặn không được. Rồi giờ đi lượm củi rồi bó bán, bó 10 ngàn. Có khi chú lựa có khi lựa mệt, không lựa nổi nữa. Hỏi mặn không, có ai mướn chưa? Dạ. Mặn không ai mướn.
nên bây giờ tôi với chị với anh quen cũng người ta nói gà mà không nổi người ta không muốn. Dạ. Hai không đâu rồi, cô với chú ở nhà vậy thôi, không biết đi giờ này không biết đường nó đâu. Chú mà nó đi hoài à, đi hoài à, không biết đường nó đâu kiếm. Nó bây giờ nó gặp ai sẽ bán cho được hai cá này mình nuôi là cá tới lớn mình bán hay là cá cá giống chú? Cái này nuôi lớn nha chú, nuôi tới lớn bán luôn. Dạ dạ. Mà cũng không có nhiều chú ơi, chút đỉnh. Một lần chú thu hoạch là khoảng bao nhiêu tiền? Giờ cũng không có nhiều chú ơi. Dạ dạ. Vài triệu à. Vài triệu. Mà đi nuôi lâu lắm. Nuôi lâu lắm mà phải bỏ tiền mua cám nữa. Mà nuôi cả năm á chú. Dạ dạ. Rồi thôi chú nghỉ ngơi nha. Tôi cũng mang anh chú nghỉ lắm. Dạ đâu con đâu có cho gì đâu, có cô bác mình thằng Quân có thấy qua thì có giúp thì con xuống thôi. Con đi cầm cái máy lia lia tới lia lui vậy thôi. Đúng rồi, làm thiện nguyện thôi, cũng dạ. Theo thiện nguyện hả, mà tôi không có dạ. Gì cho hả, tôi dẫn không hả. Dạ. Rồi, thôi bây giờ con với bà ngoại về nha. À, về. Dạ, trước khi về muốn nói gì không bà ngoại? Tôi với cậu Phong Nguyễn được đi thăm hai cái gia đình của bà ba. Với gia đình của hai vợ chồng anh ba ta có đứa con bệnh tâm thần đó, cậu này cũng có đến giúp đỡ cho được một số tiền để sống, rồi tôi cũng mang ơn mấy cô nữa, mấy cô ở Ukraine có nhiệt tình giúp đỡ cho bạn tôi vậy nè, bạn tôi mấy bữa bệnh lại thăm với tôi kiếm tiền miệng, rồi ngồi chờ một tiếng hai tiếng đồng hồ không có bạn mới về, bữa nay tôi gặp tôi mừng quá ha, tôi dẫn đi nè. Đi gặp dẫn đi mà chú này có ông ngoại có gửi nói với chú rồi kiếm hai vợ chồng cái ông kia. Dạ. Có anh thằng con bệnh tâm thần thì dạ. Đó cũng nhờ ơn dạ. Chú đi dùm dạ. Cho đội tiền nè đội dạ rồi thôi cô chú nghỉ ngơi nha dạ. Con xin ship luôn về dạ. Rồi đi bà ngoại về anh ba chị ba ơi, cầu chúc hai chồng khỏe nha, ráng kiếm nhỏ về rồi nó có về nhà cho nó ăn cơm là nó đủ nha, tội nghiệp nó dạ. Nó đi lo thôi, có khi nó không nhớ đường về. Dạ, họ đi về ngoài. Đi về dạ, chào cô chú. Đây, ông bà cô bác có ơi, nãy giờ có quốc không? Thì Phong cũng đã chia sẻ những cái thước phim để tình cảm của anh chị Oregon, là anh chị Mạnh Thường Quân giấu tên đã tài trợ những khoản tiền giúp cho bà con cô bác dưới đây. Tuy là những cái phần quà, những cái số tiền không phải là lớn, nhưng đó là một cái tấm lòng, một cái sự mà san sẻ về cái đạo đức cuộc sống của con người dành cho bà con quê hương đất nước Việt Nam mình. Lần hai lần đó. Thì bây giờ thì Phong Nguyễn với bà ngoại sẽ thu xếp cũng đi về của bác anh chị. Và cảm ơn bà cô bác luôn đồng hành theo dõi cùng kênh của Phong Nguyễn. Chúc ổng lãnh ta gửi cho có hai người này chúc mừng bà cô bác là một cái buổi chiều ấm áp vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và thành công cuộc sống nha. Rồi hẹn bà cô bác những đoạn video tiếp theo luôn. Giờ đi về ha. Dạ. Giờ đi dùng ổng đi luôn hả?